kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, gương là một trong những vật dụng không thể thiếu trong nhà của bạn. Nó có tác dụng chính là phản chiếu hình ảnh, giúp tăng diện tích và tạo thêm ánh sáng cho không gian sống của gia đình. Tuy nhiên, bạn có nghĩ rằng vị trí đặt gương sai có thể rước xui xẻo vào nhà, khiến cho con cái bệnh tật ốm đau triền miên không? Theo phong thủy học thì những chiếc gương có công dụng rất thần bí, nó có thể nhân đôi hoặc là gấp lên nhiều lần nguồn năng lượng tốt hoặc là xấu. Vì vậy, cần phải biết cách treo gương chuẩn phong thủy để mang lại hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và vượng khí cho gia đình. Phong thủy may mắn sẽ giới thiệu cho các bạn cách treo gương trong nhà ở theo đúng nghệ thuật phong thủy, kéo may mắn, tránh xa đùi đen. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 13 vị trí trong nhà tuyệt đối không được treo gương kẻo hối hận suốt đời. Cách treo gương soi trong nhà cũng cần đúng cách bởi nó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe, kinh tế cũng như là sự may mắn của gia chủ. Ngược lại, nếu đặt gương sai cách thì sẽ gây không ít phiền toái và bất lợi. Thông tin dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức về phong thủy cần chú ý khi đặt gương tại mỗi phòng trong ngôi nhà của bạn, cũng như là nơi nào là phù hợp và nơi nào nên tránh khi lắp đặt vật dụng này. Những sai lầm tối kỵ khi đặt gương trong nhà: không đặt gương đối diện cửa chính. Điều đại kỵ nhất là đặt gương đối diện với cửa chính của ngôi nhà, bởi gương luôn phản chiếu ngược lại, vì thế khi đặt gương ở cửa chính sẽ gây khiến cho dòng khí tốt cũng như là tài vận đổ ngược ra ngoài. Đặc biệt nếu chúng ta làm kinh doanh, nếu đặt gương như vậy thì sẽ dẫn đến việc hao tán tiền của. Không những như vậy, vị trí đặt gương này còn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nó dẫn đến việc xung đột, cãi vã nhau. 2. Đặt gương đối diện với cửa phòng vệ sinh. Chiếc gương treo phản chiếu cánh cửa nhà vệ sinh khiến cho người sử dụng dễ bị suy yếu về sức khỏe. 3. Đặt gương đối diện với cửa sổ. Đây cũng là vị trí đặt gương cần cấm kỵ để tránh gặp phải tai họa. Theo phong thủy thì đặt gương đối diện cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chủ nhà với hàng xóm, đồng thời các thành viên trong gia đình cũng dễ bất hòa. 4. Đặt hai gương đối diện nhau, không treo hai chiếc gương đối diện với nhau, vì thế sẽ khiến cho các tia sáng phản chiếu lẫn nhau, không hề có lợi cho việc điều tiết và tập hợp năng lượng trong nhà. 5. Đặt gương đối diện với giường ngủ. Khi đặt gương đối diện với giường ngủ sẽ dễ gây ra một số vấn đề sức khỏe cho những người ngủ trên giường. Bên cạnh đó thì theo phong thủy, nếu cố tình hoặc là vô ý bố trí gương soi dọi thẳng hoặc là đối diện giường ngủ của chủ nhân căn phòng sẽ dẫn đến những bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng, khiến cho họ thường xuyên đấu khẩu tranh chấp. Khi đặt gương đối diện với giường ngủ sẽ dễ gây ra một số vấn đề sức khỏe cho người ngủ trên giường. 6. Đặt gương đối diện cửa chính. Điều đại kỵ nhất là đặt gương đối diện với cửa chính của một căn nhà. Tiếp theo là gắn gương ở trên trần nhà. Trong nhà ở không nên gắn gương lên trần nhà, bởi theo phong thủy nếu gắn gương như vậy sẽ dễ bị hao tài và tốn lộc, sức khỏe. Đặc biệt mọi người không gắn gương lên trần ở phòng khách. 8. Đặt gương đối diện bàn làm việc. Treo gương đối diện với bàn làm việc sẽ khiến cho việc học tập và làm việc bị phân tâm, thiếu tập trung. Tình trạng này nếu diễn ra trong thời gian dài sẽ làm cho bạn dễ suy nhược thần kinh. 9. Đặt gương đối diện với tượng của các vị thần. Nhiều ngôi nhà vẫn có thói quen treo gương ở phòng khách để bài trí cũng như là tạo không gian sống. Tuy nhiên, đôi khi chỉ cần lệch hướng đôi chút thì sẽ phạm vào đại kỵ khi gương chiếu thẳng vào bàn thờ hoặc là các tượng thánh thần trong gia đình. Trong phong thủy, điều này bị cho là có bất kính tổ tiên. Đây còn là lỗi phong thủy mà các chuyên gia gọi là xung sát, gây ra các tình huống mâu thuẫn và dẫn đến các va chạm tổn thương về thể chất. 10. Cấm kỵ đặt gương vào vị trí tài chính. Vị trí tài chính của nhà là tài vận của gia đình có liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy không nên đặt một chiếc gương phản chiếu lên vị trí các nguồn lực tài chính, mà nên đặt một số thứ giúp đem lại tài vật hay là cắt tường. Như thế mới mang lại lợi ích nhiều hơn cho tài vận của gia đình. 11. Gương đặt tại cửa hàng xóm đối diện với cửa nhà mình. Rất nhiều người đặt những vật phẩm dạng gương kính trên cánh cửa nhà mình. Như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng đến tài vận của nhà đối diện. Và cũng như vậy, nếu cửa nhà đối diện mà có gương đối diện với nhà bạn, như vậy đối với tài vận của nhà bạn cũng rất là xấu.
Do đó khuyến cáo rằng trên cửa nhà của mình cũng không nên đặt gương, đôi bên cùng không đặt gương. 12. Cấm kỵ gương đối diện với bàn học. Đối với một số học sinh mà nói thì nếu đặt một tấm gương đối diện với góc học tập, nó sẽ làm cho học sinh bị phân tâm trong lúc học. Họ sẽ soi ngắm hình ảnh của mình nhiều hơn và khả năng tư duy suy nghĩ sẽ ít đi. Một thời gian dài thì sẽ khiến dẫn đến kết quả học tập kém. 13. Cấm kỵ gương đối diện với bếp. Phòng bếp là nơi hỏa vượng, đặc tính của hỏa là phiêu diêu bất định, nương theo làn gió. Nếu như trong phòng bếp lại đặt gương thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ, gây ra chứng đau đầu, nóng gan hoặc là các chứng bệnh về tim mạch. Gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của nước mà bếp lại luôn có lửa. Chính vì thế, gương mà đặt đối diện ở cửa bếp là tối kỵ trong phong thủy. Đây là một trong những vị trí treo gương đại kỵ cho tài lộc và sức khỏe. Các thành viên trong gia đình hãy cảm thấy buồn bực, khó chịu, không có tinh thần làm việc, dễ thức khuya hoặc là mất ngủ. Quý vị thân mến, không phải tự nhiên mà vị trí treo gương trong nhà được rất nhiều quan tâm, bởi từ xa xưa gương đã gắn liền với nhiều yếu tố tâm linh phong thủy. Gương có khả năng phản chiếu, nếu chọn cách để gương trong nhà đúng đắn sẽ giúp tài vận nhân đôi, còn ngược lại sẽ hình thành những ám khí không tốt. Bạn vừa mới chuyển về nhà mới và muốn sắp xếp lại ngôi nhà, bạn đang băn khoăn treo gương như thế nào giúp cho ngôi nhà đẹp hơn và vẫn đúng phong thủy? Dưới đây sẽ là lời khuyên dành cho các bạn. Những vị trí nên đặt gương trong nhà. Gương để ở phòng ăn. Phòng ăn là nơi gia đình tụ họp bên mâm cơm đầm ấm, không gian này bắt buộc phải luôn sáng sủa. Ngoài đèn thì gương sẽ giúp phòng ăn trở nên thoáng đãng và tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái hơn. Treo gương trong phòng ăn mang ý nghĩa về sự sung túc và ấm êm, bởi thức ăn cũng như là bóng dáng các thành viên được phản chiếu và nhân đôi, tạo hình ảnh no ấm và đủ đầy. Tuy nhiên thì bạn cũng cần lưu ý để gương sao cho đừng phản chiếu ánh sáng trực tiếp vào mặt mọi người, sẽ khá là khó chịu. Gương để ở phòng khách. Phong thủy phòng khách theo quan niệm dân gian rất là quan trọng đối với hạnh phúc gia đình cũng như là sự nghiệp của gia chủ. Để tăng cường vượng khí cho khu vực này thì bạn nên treo một chiếc gương lớn trên tường, bố trí sao cho gương phản chiếu vào những thứ may mắn để chúng được nhân đôi lên, tiền tài vì thế cũng đổ về nhà nhiều hơn. Ví dụ như bạn có thể để gương chiếu vào các tượng phong thủy, cây kim tiền, cốc ngậm vàng, tránh chiếu vào những vật cũ kỹ, góc tối hay là hoa đơn, vì đó là sự tượng trưng cho tiền tài trôi đi, không chỉ mang đến phong thủy tốt. Treo gương trong phòng khách một cách tinh tế sẽ góp phần tạo nên chiều sâu, mở rộng không gian và hiệu quả thị giác vượt bậc. Nhờ đó mà căn nhà bạn có vẻ rộng rãi hơn, to hơn so với thực tế. Gương để ở gần cửa sổ. Cửa sổ sẽ đón hình ảnh phản chiếu từ bên ngoài, đó là mây trời, cỏ cây và hoa lá. Không gian sống của bạn nhờ đó mà trở nên gần gũi hơn với thiên nhiên, thoáng mát hơn. Đồng thời, treo gương gần cửa sổ giúp luân chuyển không khí và tạo nguồn năng lượng tích cực. Nhưng có một điều mà bạn cần phải lưu ý, đó là cửa sổ phải là dạng kín để buổi tối khi đóng lại sẽ không còn phản chiếu thứ gì khác, nếu không sẽ tạo cảm giác ảo không tốt cho các thành viên. Gương để ở trong phòng tắm. Gương được gắn trong phòng tắm sẽ tăng tính thuận tiện cho người dùng. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi cùng một nơi, vừa có thể vệ sinh tắm rửa, vừa có thể chải cho tóc tai. Phòng tắm nhờ có gương cũng trở nên sáng sủa, rộng rãi hơn. Vị trí gắn gương phù hợp nên vừa tầm mắt, không quá cao hay là quá thấp, kích thước lý tưởng như là màn hình máy tính để đứng hoặc là dạng oval. Đặc biệt không để gương đối diện trực tiếp với bồn tắm hay là toilet, vì những thứ này bị cho là dơ bẩn, người sử dụng cũng cảm thấy không thoải mái. Cách chọn hướng để gương trong nhà cũng là điều mà quý vị quan tâm. Dưới đây là những hướng đặt gương đem lại may mắn cho gia chủ. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Ngoài các vị trí nên và không nên để gương thì bạn cần chú ý về hướng để phát huy tối đa tính năng của gương, tiếp nhận thêm nhiều tài khí. Hướng Đông Nam, tiền tài dồi dào, làm ăn phát đạt. Hướng Bắc, công danh thuận lợi, sự nghiệp phát triển. Hướng Đông, sức khỏe được cải thiện, luôn vui tươi, thoải mái, tinh thần phấn chấn. Không nên để gương ở hướng Nam vì hướng này tượng trưng cho lửa, sẽ tương khắc với tính thủy của gương. Các lưu ý đối với cách đặt gương trong nhà. Chỉ treo gương nguyên vẹn, tránh gương bể vỡ, rạn nứt, làm hình méo mó. Nên là hình tròn, oval, vuông hoặc là chữ nhật, không nên đặt những hình dạng nhọn. Gương cần được vệ sinh sạch sẽ, không để bị che mờ hoặc là bám bẩn, vì như vậy sẽ không tốt cho phong thủy.
tránh xa tầm tay trẻ em. Với các loại gương nhỏ nên để vị trí cao, an toàn, tránh xa tầm của trẻ nhỏ. Gương vỡ không chỉ gây nguy hiểm cho con của bạn mà còn là điểm không tốt. Cách hóa giải gương vỡ, dù cẩn thận nhưng không thể nào tránh gương vỡ tuyệt đối. Người ta cho rằng người làm gương vỡ sẽ gặp xui xẻo. Trường hợp không may gương nhà bạn bị vỡ, có thể áp dụng một trong cách hóa giải gương vỡ như sau. Gom các mảnh vỡ, cho vào túi đen và chôn xuống góc vườn. Đập gỡ gương hoàn toàn thành các mảnh vụn mịn và thổi bay. Nắm một nắm muối và thả về phía sau vai trái nhẹ nhàng để xui rủi mau trôi qua. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống cũng giống như một chiếc gương. Nếu chúng ta cau có thì nó cũng nhăn nhó lại. Và nếu chúng ta mỉm cười vui vẻ thì niềm vui và hạnh phúc lại quay về với chúng ta. Trong phong thủy thì gương tiềm ẩn một dạng năng lượng rất đặc biệt, có thể rất tốt nhưng cũng có thể rất xấu. Nó có thể giúp đưa vận khí tốt đến với gia đình hay là cơ quan bạn. Khi bạn biết cách phối hợp với các vật dụng khác trong gia đình thì gương cũng có thể giúp làm cho căn phòng trông to hơn, sáng sủa hơn, do đó làm tăng sự thịnh vượng may mắn cho bạn. Đồng thời gương cũng giúp xua tà đuổi khí, giúp cho gia đình bạn sống hòa thuận êm ấm. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua. Để tri ân khách hàng, chúng tôi kính tặng bạn Thái Tuế Phủ là bùa may mắn, nghênh đón Thái Tuế, đón quý nhân, chiêu thần tài. Quý vị hãy liên hệ với chương trình để nhận được phần quà này nhé. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.